Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo ở kênh của tôi. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ review cho các bạn tập thứ 3 của bộ truyện Thế giới Otome Game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng. Và tất nhiên cái video này tôi làm là để nối tiếp cho tập 1 và tập 2 mà tôi đã review ở hai video trước đó. Và ok thì thôi, tôi đã nói quá nhiều cho nên là thôi, không lôi tôi lên gì nữa mà tôi sẽ review cho các bạn coi luôn nha. Ok, thì trước mắt các bạn đây, đó chính là bìa của tập thứ 3. Thì khác hẳn so với bìa của tập 1 và tập 2 là có Leon cùng với cả hai nhân vật nữ chính là Olivia và Angelica. Thì ở tập này nó đã không còn như vậy nữa, là thay bằng là hai cô công chúa của công quốc Phanos là Hertrud và Hertrauda. Và cái công quốc Phanos thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết, đó chính là kẻ địch và cũng là chùm cuối của con game Otome này mà Leon đã phải đối đầu trong tập 2 và cũng như là ở tập 3 này đây. Đó. Và ngoài ra thì phần chữ cũng như tập 1 và tập 2 thôi. Còn phần gáy thì ngoài chữ 03 này thì là sự khác biệt ra thì tôi không biết phải nói gì hơn vì nó hoàn toàn là giống với các tập trước cả. Đó là phần gáy. Ok, và đây là phần mặt sau. Thì mặt sau nó cũng giống như các tập khác thôi, cũng là hình năm anh chàng trong nhóm điện hạ Julius cùng với chữ Otome Game, dấu Otome Game có Mari ở đây và phần giới thiệu. Và có một điểm đặc biệt nữa mà tôi mới phát hiện ra đây, chắc hẳn các bạn đã nhìn thấy cái giá rồi đúng không, nó khá là đắt. Thế nhưng ấy, nó khác với các bộ đặc biệt khác, đó chính là khi mà các bạn mua online ấy, thì cái giá bán của nó sẽ là đắt hơn. Nhưng mà khi mà, đấy là bản đặc biệt nha, nhưng mà khi mà các bạn ra ngoài các bạn mua một bản đặc biệt ấy ở cửa hàng, ở hiệu sách ấy, thì nó sẽ bán cho các bạn với giá đúng như bản thường luôn. Nghĩa là nếu mà mua online thì các bạn sẽ bị lỗ hơn. Thế nhưng mà bộ này thì khác nha. Đây, nó có giá của bản đặc biệt này, xong còn đóng mở ngoặc bản đặc biệt nữa. Nghĩa là dù có bán trên mạng hay là bán ở bên ngoài thì giá của nó vẫn là như thế này thôi. Đó, thì đây là một cái mà tôi thấy Suki làm rất là tốt luôn ấy, để bảo toàn cái chất lượng cũng như là giá thành của một quyển. Ok, còn về phần gập thì bên này là nó nối tiếp cho phần dấu ở Otome Game ở cái bìa sau, mặt sau. Còn bên này là phần giới thiệu của tác giả và minh họa. Tác giả là người đã sáng tác ra bộ truyện, thế mà viết còn ít hơn cả minh họa. Thì tất nhiên nó cũng giống như các tập khác thôi, đều là giới thiệu này, xong rồi phần chữ It's a Talk for Mob thôi, nên là cũng không có gì quá đặc biệt cả ở tập này. Ok, và đây là phần bìa trong. Thì phần bìa trong nó cũng như tập 2 và tập 1 thôi, thế cho nên là tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn cả. Và có một điểm đặc biệt nữa mà tôi thấy ở bộ truyện này, ở tập thứ 3 này, đó chính là đây. Các bạn có thể thấy nó, cái độ dày này, nếu như các bạn nhìn ở đây nó có thể không rõ, hoặc là nói chung là các bạn có thể nhìn đây thì có thể không rõ, nhưng mà nếu như các bạn có bộ truyện này và đã cầm trên tay thì cũng sẽ nhận ra là nó dày hơn rất nhiều so với tập 1 và tập 2. Hình như đâu đấy khoảng hơn 100 trang gì vậy. Cuốn này là gần là hơn 600 trang nha. Và có thể nói thì đây là cái cuốn mà dày nhất, nếu chỉ tính riêng light novel thì đây là cái cuốn dày nhất mà tôi có đấy. Ok, tiếp theo đây là về phần phụ kiện. Thì trên tay tôi đang là một cái bookmark của tập thứ 3 này. Và các bạn có thể thấy cái bookmark này là có hình của, đây là Mari lúc nhỏ nha, đang được Leon cõng. Và từ cái bookmark này thì chúng ta có thể suy ra được đó là chính là trong bộ truyện này sẽ có nhắc tới quá khứ của Mari và Leon lúc còn nhỏ. Có thể chắc là chỉ một chút thôi. Và thêm một điều nữa đó chính là Mari hồi nhỏ trông dễ thương hơn rất nhiều so với lúc trưởng thành. Ok, và tiếp theo là một cái phụ kiện của bản đặc biệt. Nó là một cái postcard, tôi cũng không biết phải gọi là gì nữa. Chắc là một cái gọi là postcard được ép vào khung à? Postcard ép khung, đây. Đây là mặt sau của nó. Thì hình như là được dán vào mặt sau ấy, nhưng mà dán có vẻ rất là kỹ. Ông nào mà rốt, ông ấy bóc nó ra thì phí đời. Đó, thì từ cái postcard này, từ cái postcard khung này thì chúng ta sẽ lại được nhá thêm một thông tin nữa. Ai chưa đọc thì chắc cũng biết thôi, dễ đoán mà. Và ai đã đọc rồi thì thôi, khỏi phải bàn nữa.
kiểu gì cũng biết rồi. Tất nhiên là tôi cũng biết rồi. Và ok, thì cái này nó còn có tặng thêm một cái này nữa. Đây, đây là một cái chân đứng để chúng ta có thể gắn nó vào đây và cho đứng như thế này. Nhưng mà tất nhiên khi tôi để thế này thì các bạn không thể nhìn thấy đâu, thế nên là tôi phải làm như này. Ok, và đây chính là cái phụ kiện cuối cùng, một cái postcard. Thì mặt trước nó rất là bình thường thôi, nó là giống như phần bìa thôi ấy. Ừ, thế nhưng mà mặt sau đây các bạn có thể nhìn thấy quà tặng độc quyền chỉ có tại Shopee AZ Việt Nam. Nội cái từ này thôi, nó đã chứng tỏ cho chúng ta biết là cái postcard này nó còn chiến hơn cả cái postcard khung kia. Ừ, thì cũng bởi vì đây là quà tặng đặc biệt mà, nó chỉ có 100 bản đầu tiên thôi. Đó, thế cho nên là chỉ có 100 người may mắn mới sở hữu được cái postcard này thôi. Và nói đi thì cũng phải nói lại, tôi là người thứ 54 sở hữu cái postcard này luôn đấy. Tôi còn nhớ luôn cả vị trí của mình đấy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tranh màu thôi. Nào, tuyệt vời. Rồi, thì đây chính là phần tranh màu đầu tiên. Nó hơi bị lóa, các bạn thông cảm nha. Ừm, thì nó cũng như phần bìa thôi, nhưng mà hình như là được in to ra thì phải. Ừ, thấy Hurtroot và Hurtrouda to hơn à? Đúng, to hơn thật. Chúng ta thì nhìn thấy sắc đẹp của hai cô công chúa của công quốc Phanos. Hi hi, hai chị em đấy. Tiếp theo là phần trang màu tiếp theo. Rồi, hai trang trong một. Đó, nó chính là cái postcard khung thôi, nhưng mà nó có thêm chữ nữa. Và chúng ta bị mất hẳn anh Leon rồi. Ờ thì đọc chữ thôi, còn nếu mà các bạn muốn nhìn tổng thể hơn thì phải qua phần postcard khung. Ừ, và đây là phần tranh màu cuối cùng. Nó là từ cái bút mác thôi và nó cũng to hơn, và chúng ta cũng có thể đọc chữ ở đây nữa. Ừ, đó thì đó là toàn bộ những cái tranh màu được tặng kèm trong cái tập này. Hầu như là tôi thấy nó được in ra phụ kiện hết luôn á. Ở tập 3 này thì chúng ta sẽ có một vài cái rất là đáng quan tâm, drama luôn nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cuộc gặp lại giữa hai anh em nhà Leon và Mary, dù nó không mấy vui vẻ. Sau đó thì có một vài đoạn nói về quá khứ của Mary và Leon nữa. Thế nhưng mà tôi cứ nghĩ là chia chương riêng cơ, nhưng mà không phải. Ok, thì sau đấy là sang chương 4 thì bắt đầu là có nhiều drama rồi. Thì trong hàng ngũ của hầu tước ấy, thì có một thằng là nó đã cấu kết với công quốc Phanos để phá vương quốc, gọi nôm na là phá vậy thôi. Và công quốc đã hợp tác với thanh niên hầu tước này vốn là để tìm cách cứu lấy công chúa Hurtroot ở đã bị bắt ở tập 2. Sau đấy thì bọn nhóm quý tộc hầu tước ấy, đã bày kế để đâm sau lưng Leon, khiến cậu bị vương quốc nghi là kẻ phản quốc và bị nhốt vào ngục. Sau đó là còn cả việc Mary được bọn giáo hội đưa lên tàu hoàng gia để chiến đấu với công quốc, nhưng mà cũng không làm được và tự nhận mình không phải thánh nữ và đã bị kết tội tử hình. Ok. Và tất nhiên việc mà Leon bị bắt ấy thì chỉ là kế hoạch do cậu và nữ hoàng đề ra thôi, vì từ đầu là đã nghi ngờ mấy thanh niên hầu tước đã có ý tống cậu vào ngục rồi. Ok. Ok, tôi sẽ skip này. Và trong trận chiến với công quốc ạ, thì Leon đã được làm chỉ huy trên con tàu chiến của hoàng gia, cũng là vũ khí bí mật luôn, do Angie và Livia điều khiển. Và đoạn này thì ai đọc sẽ hiểu tại sao hai người họ lại điều khiển tàu nha. Và Leon thì cùng với Lucien đã phải đấu với cả Vandal và đám quái vật do Hurtrouda gọi ra. Và cuối cùng là con quái vật được Hurtroot tạo ra sau khi mất đi em gái, một con quái vật với khả năng chiến thắng chưa tới 10% mà nhóm Leon sẽ phải đối đầu. Và trong trận chiến này thì ok, đến đây thôi nhá. Vì chắc ai cũng biết kết quả rồi. Cơ mà tôi sẽ nhá thêm là công quốc Phanos chỉ là boss của phần 2 con game này thôi, và Leon sẽ phải chơi các phần sau của con game này theo đúng nghĩa bóng luôn, mở ra một chặng đường mới cho tập tiếp theo. Và ok, thì tôi sẽ nói phần nội dung đến đây thôi nha. Ok, thì theo như tôi thấy thì ở tập thứ 3 này này, nó những cái yếu tố gay cấn này, hài hước cũng như là xúc động cảm xúc ấy thì nó đều được phát huy rất là tốt luôn. Và tất nhiên là nếu mà nói về mặt cảm xúc thì nó vẫn chưa bằng tập 2, đấy là theo như tôi nghĩ nhá. Nhưng mà nói chung là thế là rất là ok rồi. Tập thứ 3 làm rất là tốt rồi. Chưa kể nữa là nó còn được làm rất là dài, và chúng ta sẽ cảm thấy có gì đấy nó kiểu nó trọn vẹn trong việc đọc cái tập thứ 3 này ấy. Ừ. Và về phần nhà xuất bản thì cũng phải rất là cảm ơn
bên Suki đã gọi là mang tới cho anh em Việt Nam chúng ta một bộ truyện nữa rất là hay như thế này. Và phụ kiện làm thì cũng rất là chắc chắn và rất là đầu tư luôn. Còn về phần dịch thì tôi thấy là cũng ok rồi, chả có gì để chê cả. Còn nếu mà các bạn thấy khó đọc thì có thể, các bạn có thể nói thôi, chứ còn khó đọc đến mấy thì tôi vẫn thấy là nó rất là dễ đọc. Ok, thì 10 trên 10 cho cả tác giả lẫn nhà xuất bản. Tất nhiên là tôi cho 10 điểm hoàn hảo như thế thôi, chứ chắc là vẫn còn nhiều ông kiểu, vẫn nhiều bạn kiểu không điểm thôi, hay là 1 điểm thôi, hay là 7 điểm thôi. Ừ đấy, thì tất nhiên là quan điểm cá nhân của mỗi người thôi, thì tôi cũng không phán xét gì cả. Thôi thì ok, đó là toàn bộ cái video review tập thứ 3 của bộ Otome Game này. Và nếu như các bạn thấy video hay thì cho tôi một like nhé. Còn nếu không hay thì cứ dislike cũng được, không sao cả. Và nếu được thì các bạn có thể chia sẻ video của tôi đến các người bạn khác đó, để cho họ biết đến tôi. Và tất nhiên là nếu họ thích thì xem thôi, còn không thì thôi. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể comment bên dưới video, tôi sẽ trả lời ngay khi mà đọc được nhé. Thì ok, tôi xin phép kết thúc video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Bye bye.